Hello quý vị và các bạn Hôm nay mình sẽ vào bếp mình làm hạt lựu Đây là cái hạt lựu củ năng Bên ngoài thì nó dai Còn ăn bên trong thì nó giòn giòn sực sực Rất là ngon Hạt lựu màu đẹp Và cái hạt nó rời rời ra như vậy nè Mới làm xong rất là ngon đó mọi người Hạt lựu này để tủ lạnh ăn vẫn không bị cứng Không bị dai quá Và mời mọi người vào bếp cùng làm hạt lựu với ừ. Lan nha đây là cái củ năng mà ở trong hộp đó Mình mua một hộp lớn Thì mình căng cái này khoảng 330 gram Làm ra được nhiêu đó hạt lựu đó Giờ Lan sẽ cắt cái hạt củ năng này ra Thành cái hạt nhỏ nhỏ Nếu mọi người thích hạt to Thì cắt to Thích hạt nhỏ thì cắt nhỏ Tùy mình muốn thích cái size nó cỡ nào Nhưng mà Lan thấy cái hạt nhỏ nhỏ Thì nó duyên dáng hơn Tại khi mình bọc cái bột năng vô đó Thì cái hạt nó sẽ lớn hơn nữa Nó lớn gấp đôi á cho nên mình cắt nhỏ nhỏ thì nó dễ thương Nên cắt hàng này thôi Và mình cắt nó dài dài thì nó đẹp hơn là mình cắt nó vuông vuông nha mọi người Mình cắt hình chữ nhật nhỏ 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 Thì nó dễ thương hơn là cái hình vuông tròn Tùy mọi người thôi ha, nó trong cái phần cắt củ năng này là tùy mọi người thôi Củ năng này nó bán khoảng 3 đồng mấy một hộp á Các chợ Việt Nam, chợ Đông, mà chợ Mỹ, mà khu Đồ Thái cũng có sau khi cắt xong thì mình sẽ trộn màu đây là cái hộp màu đỏ mình mua ở chợ mỹ mình sẽ trộn màu đỏ vô trong này các bạn trộn khi nào các bạn thấy cái màu mình đạt yêu thích thì mình ngưng lại ha đầu tiên đang cho bốn giọt vào đây trước xong rồi mình sẽ trộn nó lên cho nó thật là đều củ năng này nó ngâm ở trong cái hộp nước đó, nó không có ngọt nhưng mà mình ăn cũng không có bằng củ năng tươi đó mọi người nếu mà mọi người ở việt nam mà có củ năng tươi đó, thì mình mua mình gọt ra mình làm nó ngon hơn cái ăn đó, cái mùi nó fresh hơn gọt ra cái củ tươi nó cũng hay bị hư lắm mình thấy như vậy là nó chưa có đủ cái màu đỏ đẹp đó đang sẽ cho vào đây thêm bốn giọt nữa nha rồi xong sau đó mình sẽ trộn lên một lần nữa thì nó sẽ ra cái màu đỏ như thế này đây là cái màu đỏ lan thấy lan yêu thích rồi đó bây giờ mình sẽ đem về mình cho bột vô là không có ngâm nha mọi người như vậy là nó đủ thấm rồi đây là cái bột năng còn ở trong cái bịch bột cũ đó thì lan cho vào hết luôn cái này khoảng 3 tablespoon á sau đó mình sẽ đi chợ mình mua cái bột bột mới ở nhà hết bột rồi tạm thời mình trộn vào đây mình để đây nha mọi người sau đó mình đi chợ về thì mình sẽ làm tiếp và lan mới mua bột năng về mình sẽ cho vào đây một khớp đầy luôn nha hồi nãy giờ mình để cái củ năng ở trong cái phẩm màu á thì cái củ năng của mình nó thấm hết cái màu đỏ nó lên cái màu đẹp hơn lúc đầu nữa ha trộn cho nó áo hết cái bột vô từng cái hạt như vậy nè mình càng trộn thì cái nước ở trong củ năng nó ra đó nó sẽ làm cho cái bột nó ướt lên và nó sẽ thấm hết cái bột vô cái củ năng như thế này nè bây giờ lan sẽ ngâm ở đây 10 phút nha lát nữa mình áo một lớp nữa lớp thứ hai này lan sẽ cho nửa cấp bột năng thôi thì mình áo hai lớp bột năng cho cái cục hạt lựu của mình nó to hơn đó trộn đều nó lên rồi xong mình đi bắt nước mình nấu chứ lần này mình không có chờ cho cái thời gian nó thấm nữa các bạn có màu lá cẩm hay là màu hoa đậu biếc á mình làm nó lên màu tự nhiên cũng đẹp lắm Mình chuẩn bị nước sôi để luộc Ở bên đây mình chuẩn bị một thao nước đá lạnh để lát nữa mình vớt á, mình bỏ vô đây Khi nước nó sôi lên thì mình bỏ hạt lựu vô để luộc Các bạn bỏ cái hạt lựu thôi chứ đừng có bỏ cái bột ở dưới cái đáy tô á bắt đầu hạt lựu nó nổi lên rồi đó mọi người. Wow 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 wow. wow. <laughs> Đẹp không? Nó nhẹ nó sôi lên đó. cái bột nó nhẹ bắt đầu nó nổi lên hết lên trên luôn. Đẹp quá ha. rồi xong nó nổi lên hết rồi đó bây giờ mình đợi cho nước nó sôi lên á thì mình sẽ tắt bếp và mình vớt nó ra không có cần luộc lâu đâu mọi người nó nổi lên là nó đã chín rồi đó và nước nó sôi lên nè bây giờ lan sẽ tắt bếp và mình vớt nó ra nha Lá nó tan hết luôn á Lan sẽ chắc bớt cái nước này ra thì mình sẽ được một cái thố hạt lựu wow, đẹp quá phải không mọi người rất là xinh luôn coi cái hạt nó rời ra nè các bạn có thể ngâm nó trong nước như vậy hoặc là chắc hết cái nước luôn chắc sạch sành xanh cái nước luôn thì mình chắc nước thì lát cái hạt lựu của mình nó sẽ dính lại một chút xíu nhưng mà mình gỡ nó ra nó rất là dễ bung ra ngon quá chừng luôn á mọi người rất là đẹp mắt hôm nay mình nấu chè bánh lọt cho nên mình sẵn cái làm cái hạt lựu này rồi mình chia sẻ đến mọi người luôn nếu mọi người thích thì hãy cho lan xin một cái like một cái chia sẻ và đăng ký kênh bây giờ lan sẽ làm hai ly chè bánh lọt video chè bánh lọt lan sẽ đăng sau lan sẽ hướng dẫn mọi người làm cái bánh lọt của thái ăn mềm bánh lọt mềm để tủ lạnh không bị cứng và ăn rất là ngon đó nhìn cái màu quá là bắt mắt luôn thêm đậu xanh vào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video làm hạt lựu của Lan nha. Nếu mọi người muốn làm cái combo chè bánh lọt thì mọi người bấm vào cái video hiện lên màn hình thì Lan sẽ để ở đó cách làm chè bánh lọt của Thái. Bye bye.